Ok, xin chào em là Bảo Long vừa về em nhá. Thì tóm này em sẽ chứng minh cho anh em thấy cái bộ quy bên nhà Bảo Long nó tuyệt vời như thế nào anh em nhé. Thì trước khi giới thiệu sản phẩm thì em mới qua cái thức bán hàng bên nhà Bảo Long. Em là Bảo Long VCB, chuyên dòng của đôi bí điện cao. Em mua hàng nhắn mấy lên alo cho em qua hai số điện thoại trên hình hoặc truy cập website VCB Bảo Long anh em nhé. Đấy thì mặt hàng bên nhà Bảo Long cái bộ quy Transformer này em gọi là người đầu tiên sản xuất và bán ra bên ngoài thị trường anh em nhé, là người đầu tiên. Bây giờ hiện tại có một cái dòng nữa là dòng Transformer như hàng copy của nhà Bảo Long. Anh em cứ lên trên kênh YouTube gõ FX Transformer, gõ kênh BCB Bảo Long, anh em sẽ nhìn thấy là cái bộ quy này em là thằng đầu tiên đăng lên trên kênh YouTube có ngày tháng trên đấy anh em nhé, là người đầu tiên đấy. Bây giờ thì có rất nhiều quy Transformer anh cấp tên thương hiệu của em đấy, bắn tên của em, anh cấp cả cái nhái, em làm bất kỳ một cái gì thì cũng bắn y như thế. Mà nói luôn các bác ấy, cái bộ quy ấy, mà một hiện tại thì có một số anh em bảo là bộ quy này có hiện tượng xì qua cái chỗ này. Em chứng minh luôn cho các bác thấy là cái bộ quy bên nhà Bảo Long nó tuyệt vời hơn, nó đẹp hơn, nó không xì đấy, chỉ có hàng copy không biết làm, chỉ biết đi copy thôi, nhưng copy không thành được, đầu óc không suy nghĩ được thì mới đi copy của người khác, đúng không? Nếu mà làm được ra thì không thể nào mà làm giống y như thế này, đúng như các bác đấy. Thì cái bộ quy em sẽ test luôn cho các bác. Bây giờ tầm 2 giờ đêm rồi đây, đây tầm gần 1 giờ rưỡi này, 1:36 rồi, em test luôn cho các bác một lần duy nhất. Đây em kéo cò lên này, đấy kéo cò lên này, cho tôi bóng lên này đấy. Nếu mà nó xì ra ấy, nó xì ra thì tôi bóng sẽ bay lên, đúng chưa? Nhà còn một lần thôi nhá, không tí nào các bác, không một tí nhúc nhích nào hơi ra chỗ này, đúng chưa? Đấy, test thực tế cho các bác biết mà cái túi bóng ấy nó xì ra ấy, thì nó sẽ như thế nào, nó sẽ nó bay cái túi bóng lên rồi. Bộ quy bên nhà Bảo Long Transformer thương hiệu mặt này, bộ quy này em nói luôn cho các bác là nó rất chi là đẹp, rất chi là tuyệt vời. Em có tạo sản xuất được con này nó rất chi là lúc đầu em làm ra ấy, em nói luôn cho bác em bỏ rất chi nhiều công sức của em ra đấy. Bây giờ anh em đi copy nhưng cái vấn đề copy không thành đâu, anh em mua hàng hãy tỉnh ra, đừng ngáo giá anh em ạ. Mua hàng hãy tính ra, đừng ngáo giá, đừng tham rẻ. Em phải hiểu là một bộ quy bên nhà Bảo Long là nhà sản xuất bán ra đầu tiên, sắp tới em còn ra bộ quy giảm hàng nữa cơ đấy. Thì anh em phải hiểu là một cây súng em lắp em bán ngoài thị trường bao gồm như thế nào, em lắp ráp test thực tế. Chẳng hạn như kính con này là con vector auto rack này, 4:16x44 dòng FFB, con này chơi cả zero stop này, bác cứ thế vặn là được này, zero sửa tốt đấy, chơi rất chi là phê. Bên này sang trái sang phải này, này sang trái sang phải này, đúng chưa? Đây là lấy nét này, con này có đèn hồng tâm này. Và các bác phải hiểu đấy, một quả kính xịn lắp lên một bộ quy xịn, một cái nòng thao kép zin xịn, hàng nhập của anh, thằng anh nhập từ Đức đấy, bình carbon van của được kết hợp rút. Nói luôn với các bác, bán nhập tàu hàng đặt thiết kế riêng, nâng tì ma rất chi là đẹp, giảm thân cũng nhập tàu rất chi là êm. Em băm trong nhà ban đêm các bác nhìn trong nhà tiếng vọng rất chi là to, nhưng mà các bác nghe cái tiếng nó rất chi là êm. Các bác mua một cái súng các bác hãy quan tâm về chất lượng của nó. Riêng cây này em bao với bác 100m nhẹ như lông hồng các bác, 100m rất chi là nhẹ đấy. Cấu tạo bộ quy thì em làm cho các bác không xì xoạt bất kỳ một tí nào, không xì xoạt bất kỳ một tí nào các bác nhé. Đấy, hàng bên nhà Bảo Long bán và giao ra bên ngoài thị trường là nó như thế nào, thứ nhất là em phải tự tay em ráp, tự tay em test, tự tay em gửi đi, em mới yên tâm hàng về đến nhà, đến tay nhà anh em ấy. Anh em phải quay một cái video gửi lại đây cho em, không được phép tự ý gửi lại, tự ý mở qua hàng ra anh em nhé. Đấy, em trước khi gửi đi em quay một cái video clip gửi cho các bác, à hàng của các bác như thế này, sau khi hàng đến nhà tay anh em phải quay một cái video clip gửi lại cho em. Và nếu các bác nhận đủ hàng rồi thì khâu còn lại của Bảo Long là gì, là bảo hành cây súng của anh em, tư vấn cho anh em chơi, và anh em không biết cái gì em sẽ giải đáp thắc mắc cho anh em nhé. Đấy, mặt hàng bên nhà Bảo Long em nhìn rất chi xịn sò. Bên này là tay kéo búa khi để xả búa, bên này là tay đòn inox. Bộ quy Transformer bên nhà Bảo Long thì anh em phải hàng loại một các bác nhé, không phải hàng copy bên ngoài thị trường như anh em đang bán giá nó rẻ kinh khủng rẻ. Anh em chơi hãy chơi về chất lượng, đừng tham rẻ, đừng ngáo giá,
mua một cái súng xứng đáng đồng tiền bỏ ra như thế nào thì nhận về một cái súng như thế. Anh em bỏ ra 1 triệu, anh em nhận về cái súng 1 triệu, bỏ ra 2 triệu, nhận về cái súng 2 triệu. Đừng bao giờ các bác nghĩ à, tại sao súng này cũng bổ quy như thế này, bổ súng kia bổ quy như thế kia, mà em là nhà sản xuất tại sao em bán đắt hơn so với những người ta. Là như nào? Là tại vì em hàng của em thiết kế riêng, em bán riêng hàng của em, hàng giao ra ngoài thị trường. Nếu một số anh em nào bán hàng xịn sò thì em sẽ giao hàng xịn sò. Anh em nào mua hàng bình thường, hàng không phải là hàng xịn sò, em giao không phải hàng không xịn sò. Nhưng đại đa số em sản xuất ra ngoài thị trường, giao cho một số anh em bán mặt hàng của em là hàng chất lượng, hàng chất lượng. Tên tuổi chưa trừ FX Transformer này, em là thằng đầu tiên ở đất nước Việt Nam này bắn tên Transformer và in cái mặt logo của robot đấy, là em. Bây giờ bên ngoài thị trường này bố uy khác các bác nhé, nên các bác chơi hãy tính ra xem ai là người anh em cần mua, cần giao dịch một cái súng anh em mua về nó như thế nào anh em nhé. Đấy thì video em nói ngắn gọn cho anh em biết à, mặt hàng bên nhà Bảo Long như thế, cách thức giao dịch là mua hàng như thế nào cũng thế. Đấy anh em mua hàng thì cứ tính ra, hãy tính ra mua hàng cứ alo cho em qua hai số điện thoại này và truy cập website BC Bảo Long. Em bán hàng có website này, có tên YouTube này, có Zalo này. Đấy, website của em không đi đâu được các bạn, đúng không? Cái website BCB Bảo Long của em đây, đây em mở luôn, mở ra luôn cho các bác này. Đây các bác chỉ cần gõ vào đây này, BCB Bảo Long chấm cung là nó sẽ ra đây, nó sẽ ra em đấy. Em bán hàng có website, website của em nó thẳng luôn các bác, website của em làm mất bao tiền đấy. Anh em mà chụp cái website của em đăng lên à, Bảo Long bán hàng uy tín kinh khủng thì nó luôn các bác này không chạy đâu được đấy. Website của em nó nhiều tiền hơn cái súng này, em không thể nào lập một cái website. Website thì phải hiểu là có mỗi một cái website là có một cái tên miền duy nhất, không có tên miền thứ hai, đổi một tên miền mất rất chi nhiều tiền các bác nhé. Đấy thì anh em xem phải hiểu rõ đấy. Mặt hàng bên nhà Bảo Long em chuyên sản xuất bán buôn bán lẻ tất cả những dòng quy ba lỗ hoặc condo hoặc EBIT ra bên ngoài thị trường anh em nhé. Đấy thì anh em xem video của em hay, quyết nhấn đăng ký kênh ủng hộ em gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến anh em đam mê cả nước.